Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê, và đây là số tư vấn điện thoại tiếp theo. Ở cái series tư vấn điện thoại này thì mình sẽ tiếp tục trả lời những cái comment, những cái thắc mắc của các bạn xoay quanh cái việc là các bạn đang cần mua cái điện thoại nào trong tầm giá bao nhiêu tiền, hoặc là trong cái tầm giá đó các bạn đang phân vân giữa điện thoại A hay là điện thoại B. Mình sẽ cố gắng làm sao tư vấn để cho các bạn có thể tìm được ra cái chiếc điện thoại mà các bạn ưng ý nhất đó. Và với một cái câu trả lời dành cho một bạn thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là một cái câu trả lời cho những bạn mà có chung một cái câu hỏi như vậy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Tuấn Hoàng. Bạn hỏi là: anh ơi, em vừa mới thi đại học xong, em cảm thấy làm bài khá tốt rồi, chúc mừng bạn nhé. Bố mẹ em hứa là lên đại học sẽ thưởng cho em một chiếc điện thoại, em chỉ thích hàng mới mà lại chỉ thích iPhone thôi ạ. Anh cho em hỏi là trong tầm giá 12 triệu thì mua được iPhone chính hãng mới nào em chỉ cần dùng trong 2 năm đầu đại học là thay điện thoại rồi. Thì chiếc iPhone đó có đáp ứng được cho em trong vòng 2 năm nữa hay không? Vừa rồi với cái câu hỏi này của bạn ấy thì mình sẽ tập hợp lại tất cả ba cái tiêu chí mà bạn cần. Thứ nhất đó là bạn chỉ thích mua iPhone. Thứ hai đó là bạn chỉ thích mua iPhone mới. Và thứ ba nữa là bạn chỉ thích mua iPhone hàng chính hãng. Và trong cái tầm giá 12 triệu bạn chỉ có thể lựa chọn được iPhone 7 Plus 32GB chính hãng mã VNA đang được bán tại Cellnex với mức giá là 12.200.000. Tuy nhiên, khi mà các bạn mua hàng tại Cellnex thì các bạn sẽ được rất là nhiều các ưu đãi, ví dụ như là trả góp 0% v.v. nhé. Thì có một cái mà nó ưu đãi thực tế nhất này là các bạn thanh toán qua VNPay, các bạn sẽ được giảm ngay 300.000 đối với cả hóa đơn thanh toán trên 5 triệu. Đấy, thực ra là mười mấy triệu này là trên 5 triệu rồi. Đấy, và bạn thanh toán như thế thì cái mức giá của sản phẩm này nó sẽ dưới 12 triệu. Đó. Còn bạn nói rằng là với iPhone 7 Plus thì liệu nó có thể sử dụng được trong vòng 2 năm nữa hay không? Thì hoàn toàn có thể được, rất thoải mái luôn. Đấy, bạn tưởng tượng là bây giờ nhá, cái iPhone 6 với 6 Plus bị khai tử rồi. Đấy, năm sau thì Apple mới khai tử iPhone 6S với iPhone 6S Plus. Đấy, nghĩa là phải đến tháng 9 năm sau cơ. Đấy, còn iPhone 7 với cả iPhone 7 Plus thì phải đến năm sau nữa, nghĩa là phải 2 năm nữa. Mà biết đâu chưa chắc iPhone 7 Plus 2 năm nữa đã bị khai tử đâu, bởi vì là RAM của nó là 3GB đấy nhá. RAM nó còn ngon hơn cả RAM của iPhone 8 đấy. Đấy, còn lại thì iPhone 7 2 năm nữa thì khả năng bị khai tử là rất cao, nhưng iPhone 7 Plus thì chưa chắc đâu, có thể là sẽ được 2 năm rưỡi đấy. Đấy. Còn mình nghĩ là với một sinh viên đại học thì 2 năm thay điện thoại cũng là mức độ hợp lý rồi. Đấy, nhiều bạn thì các bạn rất hay hỏi mình là em muốn sử dụng trong suốt cái quãng đời sinh viên, nghĩa là sử dụng trong vòng 4 năm. Đấy, nhưng mà thường là đến bắt đầu đến 2 năm là các bạn đã có một cái nhu cầu thay điện thoại mới rồi. Nói đâu xa, rất nhiều người em làm việc cùng với mình như này đều là sinh viên cả. Đấy, các em ấy cũng khoảng 2 năm là các em mới thay điện thoại một lần. Thậm chí là có những em mà 1 năm các em đã thay điện thoại một lần rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Lê. Bạn hỏi là: anh ơi, bây giờ có nên mua i9 Prime hay không? Em sợ là Huawei bị Mỹ cấm vận các kiểu. Em thích tại nó có camera thò thụt mà giá cũng ok, mong anh trả lời giúp em với. Cá nhân mình thì thấy là như thế này này. Đầu tiên đó là khi các bạn mua Huawei i9 Prime ở thời điểm hiện tại là nó vẫn có các dịch vụ của Google. Đấy, bởi vì là cái sản phẩm này thì đã làm trước khi Mỹ cấm vận rồi. Đấy, với cả cơ bản là cái thời gian mà Mỹ cấm vận Huawei thì diễn ra trong vòng khoảng bắt đầu sau đó khoảng 3 tháng cơ. Nghĩa là phải đến giữa tháng 8 cái hiệu lực này mới có bắt nó mới có hiệu lực chính thức. Đấy, vậy nên là thời điểm hiện tại khi mà Huawei bán ra i9 Prime, các bạn vẫn có thể cài được các dịch vụ Google này, các bạn vẫn có thể cài được CS Play để đào ứng dụng, các bạn vẫn có thể cài Facebook các thứ bình thường. Đấy, nghĩa là mua ở thời điểm hiện tại thì không vấn đề gì nếu mà bạn đã thích. Tuy nhiên là về mặt hỗ trợ ở trong tương lai nhé thì mình chưa chắc chắn lắm. Còn Huawei họ cũng đã có một cái cam kết đối với cả người dùng, đó là nếu mà trong tương lai điện thoại mà không sử dụng được các dịch vụ của Google với cả không sử dụng được Facebook ấy, thì họ sẽ hoàn tiền lại 100% tiền cho các bạn, nên các bạn yên tâm. Đấy, nhưng mà với cá nhân mình để đánh giá về cái sản phẩm Huawei i9 Prime này thì mình sẽ đánh giá một cách khách quan như thế này. Đấy, mình đã có cầm ở trên tay rồi và cũng sẽ có một cái video trên kênh Dương Dê về việc mở hộp cái sản phẩm này ra để cho các bạn. Đấy, đầu tiên là về mặt thiết kế thì cái thiết kế của Huawei i9 Prime nó cũng có một cái nét gì đó nó khá là đặc trưng ấy. Cái việc tách bạch giữa hai phần màu sắc khác nhau thì mình cảm thấy nó hơi giống các sản phẩm Google Pixel. Nhưng mà cái phần mặt trước của nó thì khá là giống các cái sản phẩm bây giờ kiểu như là Vivo V15 hay là Oppo F11 Pro. Đấy, màn hình của nó thì là màn hình 6.59 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tấm màn hình IPS, cũng là một cái màn hình lớn kiểu như là Oppo với cả Vivo. Đấy, nó sẽ có bộ 3 camera ở phía sau với độ phân giải là 16 megapixel.
là camera chính, camera phụ góc rộng là 8 megapixel và một camera 20 megapixel hỗ trợ về chuẩn xóa phông. Nó sẽ có camera trước là 16 chấm. Tuy nhiên cái điểm mà mình chưa thích ở trên cái dòng này đó là nó vẫn sử dụng cái con chip cũ, đó là con chip Kirin 710. Mặc dù Huawei ghi vào đây là Kirin 710F đấy nhưng mà nó vẫn là 710 mà thôi. Đấy, thực ra là Huawei cũng rất khó có thể để có một cái con chip mới ở trên một cái sản phẩm của mình bây giờ, khi mà ARM cũng đã chính thức dừng hợp tác với Huawei rồi. Các bạn biết là vừa rồi Huawei ra mắt con chip Kirin 810 trên tiến trình 7 nanomet ấy, nhưng mà con chip đó là cái con chip mà Huawei đã sản xuất ra trước đó rồi. Chứ còn bây giờ mà để Huawei có một con chip mới là rất khó. RAM đi kèm theo máy sẽ là 4GB, là cũng là ổn ở trong tầm giá, bộ trong 128GB là rất thoải mái rồi. Pin 4000 mAh cũng là một viên pin khá trâu. Đấy. Tuy nhiên với cái tầm giá mà các bạn mua bây giờ nó rơi khoảng 6 triệu rưỡi, giả sử như một số cửa hàng họ trừ đi quà các thứ nó rơi khoảng 5 đến 6 triệu thì mình nghĩ là mua được thôi. Đấy, nhưng mà để đánh đổi lấy sự yên tâm thì mình sẽ không, mà mình sẽ ưu tiên mua sang những cái sản phẩm khác, ví dụ như là Vivo V15 hay là Oppo F11 Pro trong phân khúc hàng chính hãng có camera thảo thụt, thay vì mua cái sản phẩm này. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Toàn Nguyễn bạn hỏi là: chào anh, chúc anh sức khỏe nhiều, cảm ơn bạn. Anh cho em hỏi camera của K20 chụp hình có đẹp hay không? Nếu tầm giá 10 triệu thì nên mua điện thoại nào? Tiêu chí của em là chụp hình chi tiết tốt một chút, chụp đêm phải tốt trong tầm giá, pin thoải mái, hiệu năng đủ dùng trong vòng 2 đến 3 năm. Cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Với cái camera của Redmi K20 thì nó giống hệt với cả camera của K20 Pro. Đấy, mặc dù là cái cảm biến của nó là cảm biến IMX582 thay vì 586, nhưng mà cái chất lượng chụp ảnh ra là giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái là cái cảm biến IMX582 của K20 nó chỉ quay được video 4K 30 khung trên giây thôi, thay vì 4K 60 khung trên giây giống như là trên K20 Pro. Với cả cơ bản là cái con chip 730 thì nó cũng không thể mạnh bằng con chip 855 được. Đấy. Còn về cái chất lượng chụp hình của K20 ở trong cái tầm giá dưới 10 triệu thì đó không phải là cái sản phẩm có chất lượng chụp hình tốt nhất, mà mình sẽ nghiêng hơn về Xiaomi Mi 9. Đấy, Mi 9 mới là sản phẩm có chất lượng chụp hình tốt hơn K20. Đấy, nếu mà bạn lựa chọn hàng mới thì bạn có thể lựa chọn mua Mi 9. Đấy, còn nếu mà những sản phẩm hàng cũ thì rất nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn được mua Galaxy S9 Plus này. Đấy, là một cái sản phẩm mà chụp hình quá ngon và dùng ổn trong 2 năm nữa, thì sản phẩm này dùng ổn được trong 2 năm nữa. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn. Sum hợp Nguyễn Bùi bạn hỏi là: nếu có 8 triệu thì có nên mua Mi 8 hay là để dành mua K20 Pro? Chúc anh sức khỏe. Cá nhân mình thì nghĩ là nên để dành để mua K20 Pro, bởi vì mức giá của K20 Pro với Mi 8 nó không lệch nhau quá nhiều. Đấy, chúng ta sẽ có một sản phẩm với thiết kế đẹp hơn, với màn hình tràn viền ra nhưng mà lại không đẹp hơn đâu nhá. Nhưng mà K20 Pro thì có hiệu năng tốt hơn, có camera đa dụng hơn, có thời lượng pin châu hơn, thì mình nghĩ là tất cả với những cái đó là chúng ta sẵn sàng để đánh đổi để cố lên được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Văn Tuấn Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, giữa Vsmart Active 1 Plus với cả Redmi Note 7 bản 4GB thì nên lựa chọn cái nào, đang phân vân. Với Active 1 Plus bây giờ mức giá của nó đang được bán tại Cellnet với mức giá cực kỳ rẻ, thì rơi khoảng trên dưới 4 triệu đồng mà thôi. Sau này thì sẽ có một cái thiết kế mình đánh giá là đẹp hơn Redmi Note 7. Đấy, màn hình của nó thì sẽ xem là Redmi Note 7. Hiệu năng của nó sẽ tốt hơn bởi vì nó có 6GB. Đấy, camera của nó thì không bằng Redmi Note 7. Pin của nó thì không trâu bằng Redmi Note 7, nhưng pin của Active 1 Plus cũng là pin rất trâu rồi. Đấy, vậy thì qua những cái so sánh của mình thì bạn sẽ xem là cái sản phẩm nào nó xứng đáng hơn. Cá nhân mình thì thấy là Redmi Note 7 sẽ hoàn thiện nhiều hơn so với cả Active 1 Plus. Nhưng nếu bạn để ý vào mặt thiết kế và bạn để ý vào cái RAM cực khủng cũng như là cái thương hiệu Việt để ủng hộ nó, thì Active 1 Plus sẽ là sự lựa chọn mình nghĩ là rất hợp lý. Mà thực ra là với cái tầm giá khoảng trên dưới 4 triệu, bạn chỉ lựa chọn Redmi Note 7 chính hãng bản 3GB thôi. Đấy, còn Active 1 Plus RAM gấp đôi luôn, 6GB, ROM nó cũng gấp đôi luôn, cũng là 64 thay vì 32. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đỗ Minh Tú. Bạn hỏi là: chào anh, cho em hỏi là khi tính điểm AnTuTu thì em thấy là CPU của Snapdragon 675 cao hơn Snapdragon 710, mà điểm GPU của 710 lại cao hơn 675. Những điểm GPU và CPU có nghĩa là gì? Và nếu chủ yếu là nhu cầu chơi game thì nên chọn chip nào? Em cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành. Rồi, cảm ơn bạn. Điểm CPU là sẽ quyết định cái tốc độ xung nhịp của con chip, xem là cái máy nó có load nhanh hay không. Và thực sự là chip 675 load nhanh hơn là chip Snapdragon 710 thật. Còn GPU là quyết định xem là cái việc chơi game nó có mượt mà hay không, rồi là khi chơi game cái khung hình trên dây FPS đấy nó bị tụt hay không. Đấy, thì cái điều này thì chip 710 nó sẽ tốt hơn. Đấy, với một cái sự lựa chọn giữa hai con chip này thì mình sẽ lựa chọn con chip 710, bởi vì là mặc dù 675 là con chip mà có một cái điểm
GPU có một điểm CPU nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không quá nhiều, nhưng mà cái điểm GPU của nó thì thua kém khá xa so với Snapdragon 710, nên là mình sẽ lựa chọn 710 là như thế. Tuy nhiên nếu bây giờ bạn bảo mình là lựa chọn giữa 675 với cả một con chip kiểu như là 820, mặc dù là 820 có điểm GPU cao hơn cả 675 nhé, nhưng mình sẽ lựa chọn 675 bởi vì nó là con chip mới, nó được tối ưu hóa tốt hơn, chơi game nó mát hơn. Đấy, nghĩa là đôi khi chưa chắc cứ phải lựa chọn vào điểm GPU là lựa chọn con chip đâu nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Viper TM. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi có nên mua Mi 8 hay không? Và với tầm giá 6 đến 7 triệu thì có con nào có thể ngang với Mi 8 hay không? Em muốn mua một máy chơi chiến game ngon, chụp ảnh ok, pin có sạc nhanh, và sạc của Mi 8 mắc là bao nhiêu watt? Anh có thể có thể dùng tốt trong 3 năm nữa hay không? Em cảm ơn anh trước rồi. Với cái nhu cầu này của bạn thì 6 đến 7 triệu bạn không thể lựa chọn được sản phẩm nào chạy con chip 845 tốt hơn con chip 845 cả. Đấy, 855 thì bắt buộc nó phải giá, nó phải cao tiền hơn rồi. Còn 6 đến 7 triệu nếu mà K20 con chip 730 của nó không thể nào tốt bằng Snapdragon 845 được. Vậy là Mi 8 là một trong những sản phẩm có hiệu năng tốt nhất hàng mới ở trong tầm giá từ 6 đến 7 triệu. Hoặc là bạn có thể lựa chọn sang Mi 8 Pro cũng chạy con chip 845. Đấy. Còn sản phẩm này thì chiến game ngon, chụp ảnh đẹp, pin có sạc nhanh, và sạc nhanh tối đa của nó là 18W, sạc nhanh 3.0 đi kèm theo máy luôn. Đó. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tin Eric. Bạn hỏi là: anh ơi, cùng mức giá 7 triệu giữa K20 và Mi 8 Pro EE, nghĩa là Mi 8 Pro bản mặt lưng trong suốt ấy, thì lựa chọn sản phẩm nào? Với nhu cầu của em là dùng lâu dài, ngoại hình đẹp, màn hình đẹp, chơi game thì nên lựa chọn máy nào? Mong anh trả lời. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì đầu tiên là về ngoại hình đẹp, thì mình đánh giá là ngoại hình của K20 đẹp hơn, nhưng ngoại hình của Mi 8 Pro sẽ là độc hơn và lạ hơn bởi vì cái mặt lưng trong suốt của nó. Đấy, độc và lạ nó khác với cả đẹp đấy nhá. Đẹp nó còn phụ thuộc vào mắt đại chúng của nhiều người, đôi khi có những người không thích cái thiết kế lộ xương đâu các bạn ạ. Đấy, màn hình đẹp hơn thì mình đánh giá là màn hình của Mi 8 Pro sẽ đẹp hơn. Đấy, nhưng mà cái màn hình của K20 sẽ cho một hiệu ứng tràn viền thị giác tốt hơn. Đấy, hiệu năng thì Mi 8 Pro với chip 845 mình sẽ đánh giá là tốt hơn là K20 với chip 730. Về mặt camera thì mình đánh giá là camera của K20 sẽ đa dụng hơn. Về mặt thời lượng pin thì pin của K20 sẽ trâu hơn là pin của Mi 8 Pro. Vậy thì bạn sẽ xem là cái nhu cầu nào của bạn sẽ là cần thiết hơn. Đấy. Thực ra với cá nhân mình ấy thì mình nghĩ là bạn cứ đến cửa hàng cầm trực tiếp vào hai con, bạn thích mua con nào là bạn lựa chọn con đó thôi. Hai con này đều rất là ngon ở trong cái tầm giá rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trung Cao Văn. Bạn hỏi là: anh ơi, chừng mùng 10, nghĩa là khoảng 12 tháng 7, ba mẹ em mới lãnh lương thì em mới mua được điện thoại. Em muốn hỏi là nếu đến lúc ấy còn khuyến mại thì nên mua điện thoại nào dưới 4 triệu rưỡi là tốt nhất? Nhu cầu của em là chơi game, em đang phân vân giữa Realme 3 và Active 1. Xin cảm ơn. Này, trong cái tầm giá 4 triệu rưỡi mình khuyên bạn là không nên mua hai con này. Bởi vì rõ ràng là bạn có thể mua được Active 1 Plus tại 7S với mức giá chưa đến 4 triệu rưỡi. Thì tại sao lại phải bỏ ra tiền để mua hai cái con nó kém hơn Active 1 Plus, đúng nào? Nhưng mà nếu mà bạn so sánh nhanh, bạn muốn mình so sánh nhanh giữa Realme 3 và Active 1 thì mình sẽ so sánh luôn. Thiết kế, mình đánh giá là thiết kế của Realme 3 sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái chất liệu của Active 1 Plus sẽ ngon hơn khi mà nó có chất liệu kính và kim loại thay vì phun nhựa. Màn hình thì mình đánh giá là màn hình của Active 1 Plus. Màn hình thì mình sẽ đánh giá là màn hình của Active 1, quên mất, cứ Plus ở đây. Active 1 sẽ ngon hơn bởi vì nó là màn hình Full HD, Realme 3 chỉ là HD cộng thôi. Đó, hiệu năng thì Active 1 sẽ hơn chắc chắn rồi, với con chip 660 thì nó sẽ ngon hơn là con chip Helio P60 ở trên Realme 3 rồi. Camera thì mình lại đánh giá là camera của Realme 3 sẽ ngon hơn. Về mặt thời lượng sử dụng pin thì pin của Realme 3 sẽ tốt hơn là pin của Active 1 đấy. Vậy là bạn sẽ xem là cái nhu cầu nào bạn là quan trọng hơn nhá. Nhưng cá nhân mình chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn Active 1. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Flash and Growfish. Bạn hỏi là: anh tư vấn smartphone dưới 1 triệu đi ạ. Smartphone dưới 1 triệu thực sự nếu mà lựa chọn hàng mới rất khó có thể để lựa chọn. Thực sự là rất khó. Còn hàng cũ ấy thì bạn chỉ lựa chọn những sản phẩm nó cũ kiểu như cũ lắm rồi ấy. Kiểu như kiểu là iPhone 4S ấy. Đấy. Hoặc là những sản phẩm kiểu như là Lumia mà ngày xưa ấy. Đấy thì là dưới 1 triệu. Còn nếu mà bạn cố lên trên 1 triệu nhá, thì bạn mới có thể lựa chọn được cái sản phẩm Redmi Go. Mình nhớ không lầm là khoảng 1 triệu 400 bao nhiêu tiền tại Cellnet thì phải. Đấy, nhưng mà với cái mức giá đó rồi, bạn vẫn chỉ lựa chọn được một sản phẩm RAM 1GB và lựa chọn được ROM là 8GB thôi. Đấy, vậy là bạn hết sức phải cân nhắc xem là có nên mua smartphone dưới 1 triệu hay không. Đấy, nếu mua smartphone dưới 1 triệu mà lag và giật, thế thì thà ta mua
điện thoại cục gạch còn hơn. Nhưng mà Redmi Go vẫn đáp ứng được gọi là tương đối những cái nhu cầu, đặc biệt là trong tầm giá của nó, chúng ta không thể đòi hỏi hơn được. Chip 425 ở trong tầm giá này, màn hình 5 inch độ phân giải HD ở trong tầm giá này, rồi là pin thì rất là trâu ở trong cái tầm giá của nó đấy. Thì bạn sẽ xem thương hiệu nữa, rồi là nó cũng chạy tương đối thuần Android đấy. Và như vậy là câu hỏi của bạn Flash and Growfish cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn gọi rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.